Xin chào quý anh chị và các bạn, hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Thì trong video này em sẽ giới thiệu cho anh chị về chiếc xe quốc dân ở thị trường Việt Nam, Toyota Vios. Và phiên bản trước mắt chúng ta đây sẽ là phiên bản 1.5e số tự động và ngoại thất sẽ là màu đỏ. Thì nhiều anh chị hợp mệnh hoặc là sở thích là màu đỏ thì và tài chính là muốn lấy bản e thì cũng hỏi em là muốn xem về nội ngoại thất chiếc xe này. Em sẽ làm video để giới thiệu cho anh chị về nội ngoại thất chiếc xe Toyota Vios bản e số tự động màu đỏ, và đồng thời thì sẽ lên cho anh chị về cái chi tiết về cái khuyến mại của xe Vios trong thời điểm tháng 10 năm 2022 này. Thì thứ nhất em sẽ đi một vòng xung quanh xe. Toyota Vios thì sẽ được phân phối thị trường Việt Nam với 3 phiên bản là 1.5G này, 1.5E CVT và 1.5EMT. Cả 3 phiên bản đều được lắp ráp ở Việt Nam, và đặc biệt trong tháng 10 này thì có những cái gói khuyến mại ưu đãi rất lớn cho các cái dòng xe, cả 3 dòng xe luôn, các dòng xe của Vios luôn. Thì lát nữa thì em sẽ giới thiệu sơ bộ về nội ngoại thất, và sau đó em sẽ báo cho anh chị về các cái chi tiết về cái giá của Vios hiện tại. Thì em sẽ điểm qua chi tiết ở phần đầu xe. Thứ nhất là ở phần đầu xe thì so sánh với bản 1.5G thì cái mặt ca lăng này sẽ được là sơn bóng ở bản G, còn cái bản này sẽ là sơn nhám. Còn tiếp theo cái cụm đèn này thì ở phiên bản 1.5G sẽ được trang bị là hệ thống đèn full LED này, đèn LED chiếu khoang. Còn ở phiên bản 1.5E CVT này sẽ trang bị là đèn chiếu gần là đèn bi halogen, và đèn chiếu xa là đèn phản xạ đa hướng. Thì đèn xi nhan thì vẫn là đèn halogen bình thường thôi. Tuy nhiên là ở dưới đây cả nút cũng được trang bị là đèn sương mù dạng LED rồi. Xe thì sẽ so với bản G sẽ không có hai cảm biến phía trước. Ở phần thân xe thì cái la răng này thì vẫn là giống nhau thôi, đều là 15 inch và kích thước và đều thiết kế như nhau cả 3 phiên bản. Cái phiên bản số sàn luôn. Tiếp theo nữa là ở phần tay nắm cửa này, ở phiên bản số sàn phiên bản G sẽ được là mạ chrome, ở phiên bản E này sẽ là sơn cùng màu với thân xe. Vì ở cái phương án này thì anh chị có thể là ốp thêm một vài cái chrome, ví dụ như là viền chân kính này, ốp viền chân kính này và ốp hõm cửa, thì trong phần thân xe sẽ khá sáng sủa so với bản G. Tiếp theo thì ở phiên bản E CVT này thì ở phần đuôi xe cụm đèn so với bản G sẽ là giống nhau, tuy nhiên là ở phần đuôi xe sẽ thiếu so với phiên bản G là hai cảm biến. Ở bản G thì sẽ có 4 cảm biến phía sau, có 2 cái cảm biến góc này và 2 cảm biến lùi. Thì ở phiên bản này là chỉ có hai cảm biến lùi thôi và sẽ không có cảm biến góc. Còn cái trang bị cam lùi sẽ là trang bị tiêu chuẩn ở trên cả 3 phiên bản. Về phần nội thất. Nội thất thì cũng là nội thất màu be giống phiên bản G. Tuy nhiên là thứ nhất là về như đây anh chị đây. Phiên bản G sẽ được trang bị là Smart Key, có đầy đủ nút bấm, còn phiên bản E CVT này thì vẫn sử dụng là chìa khóa cơ. Và cái thứ hai nữa là phiên bản G sẽ có Cruise Control, là có một cái cần ở đây. Phiên bản này không có và sẽ không có cái phím điều chỉnh cái phím điều chỉnh vô lăng phía bên tay phải này. Còn cái để điều chỉnh màn hình đa thông tin ở phía trong, mình đã có nhìn phía trong này, phiên bản G sẽ có một cái màn hình đa thông tin to ở trong, thì nó sẽ đi kèm thêm một cái cục điều khiển ở đây. Còn phiên bản E này không có cái màn đa thông tin và sẽ sử dụng cụm bên này là tăng giảm âm lượng này, qua bài, và không có nút ấn nghe gọi và chuyển chế độ âm thanh. Còn ngoài ra thì đèn thì vẫn là có đèn auto giống nhau, đèn halogen thôi nhưng vẫn có đèn auto. Còn về cụm gương bên này thì cả 3 phiên bản sẽ là giống nhau và đều có là cục mở gương điện và chỉnh gương điện rồi, và đều có khóa cửa, tự động khóa cửa này, khóa kính này, đều có là cái tắt bật cái cảm biến này, rồi chống chân trượt là như nhau. Tất cả các trang bị an toàn, ví dụ như là chống chân trượt này, ABS này, BA hỗ trợ phanh, VSC chống
chân trượt này, rồi hỗ trợ lực phanh điện tử EBD, thì cả ba phiên bản như nhau, bởi vì là những xe của Toyota sẽ hướng đến cái tính năng an toàn, và cả ba phiên bản đều trang bị những cái tính năng an toàn cơ bản như thế. Còn tiếp theo nữa là về ở đây sẽ không nhìn thấy, nhưng tuy nhiên là em sẽ bổ sung là phiên bản G sẽ có 7 túi khí, còn phiên bản E này chỉ có 3 túi khí mà thôi. Còn trước mắt chúng ta đây là cụm điều hòa, thì ở phiên bản G sẽ được trang bị là cụm điều hòa tự động, còn đây là chúng ta sẽ dùng là vẫn là điều hòa cơ, vẫn là dùng nút bấm này, vẫn là xoay này, núm xoay, núm xoay, núm xoay. Còn phiên bản G sẽ là điều hòa tự động và sử dụng các cái nút, thì trong cụm điều hòa nó sẽ hiện đại hơn một chút. Tuy nhiên về cái hiệu năng làm mát thì vẫn là như nhau, và các màn hình giải trí sẽ là như nhau rồi. Vừa rồi thì em đã giới thiệu qua cho anh chị cho xin phép một cái chi tiết nhỏ nữa thôi, thì em sẽ bổ sung cho đầy đủ. Cái cụm mở cửa này ở phiên bản G sẽ được mạ chrome, còn phiên bản này thì vẫn là sử dụng là nhựa cùng màu với cả màu nội thất. Thì vừa rồi thì em sẽ đã so sánh cho anh chị và soi cho anh chị về cái nội ngoại thất của chiếc xe E bản Vios E số tự động. Và trong thời điểm tháng 10 năm 2022 này thì bên em đang có những hỗ trợ như sau. Thứ nhất, em sẽ tính cho anh chị về cái khuyến mại, và cái thứ hai là từ cái khuyến mại để sẽ tính ra cái chi phí đàn bánh. Và đầu tiên thì ở thời điểm tháng 10 năm 2022 này thì bên em đang khuyến mại cho dòng xe Vios là giảm trực tiếp vào hóa đơn 30 triệu tiền mặt. Ngoài ra sẽ tặng cho anh chị một gói phụ kiện như sau. Thứ nhất là sẽ tặng từ đại lý một gói phụ kiện là dán phim cách nhiệt và chạm thải làm da. Thứ hai là một gói phụ kiện đến từ Toyota Việt Nam, là gồm có như ở đây, có cam hành trình này, có cam hành trình của nhà máy này, có ve che mưa này, và có bơm lốp. Đây là bơm lốp. Đấy là một bộ hành trình đầy đủ gồm của đại lý và nhà máy, là sẽ bao gồm dán phim cách nhiệt, như anh chị thấy là dán phim đen rồi này. Trải sàn da, trải sàn da là cái lớp da dưới cái thảm này anh chị ạ. Trải sàn da này, cam hành trình này, về mưa, bơm lốp. Và ngoài ra một gói bảo hiểm 1 năm trị giá khoảng tầm 8 triệu đồng. Thì anh chị thời điểm này thì mang xe về chỉ việc đi mà thôi, và đã bao gồm tất cả những cái chi phí rồi. Thì với cái khuyến mại cho dòng xe Vios như trên thì em sẽ tính cho anh chị để anh chị dự trù cái tài chính để có thể lấy được chiếc xe Vios màu đỏ này mang về, thì sẽ cần chuẩn bị bao nhiêu tiền. Nếu anh chị trả thẳng thì giá xe niêm yết là 542 triệu, trừ đi 30 triệu giảm giá và sẽ còn lại 512 triệu, và anh chị cộng giúp em tiền thuế. Và tiền thuế anh chị lưu ý giúp em là cái dòng xe Vios này sẽ là 55 triệu, và tính theo màu trắng ngọc trai, bởi vì là những cái màu xe của Toyota, những cái màu trắng ngọc trai sẽ cao hơn các màu thường này là 8 triệu. Và xe Vios thì bên chi cục thuế thì cái đó sẽ có hóa đơn về tận nơi cho mình, là nhà nước thu là 55 triệu tiền thuế cộng với 5 triệu, khoảng 5 triệu tiền đăng ký đăng kiểm, thì sẽ là 572 triệu anh chị ra biển ở thời điểm hiện tại tháng 10 này, thời điểm giữa tháng 10. Còn nếu mà trong thời điểm có thể là cuối tháng 10 giá xe sẽ dao động một chút, thì anh chị cứ lưu ý giúp em là liên hệ giúp em ngay khi mà anh chị có nhu cầu, thì em sẽ tư vấn cho anh chị về cái giá bán làm sao là hợp lý nhất, và chia sẻ giúp em là anh chị định lấy bản nào này, lấy màu gì và lấy thời gian nào, em sẽ tư vấn cho anh chị làm sao cái phương án nó hợp lý nhất. Còn thời điểm hiện tại thì khoảng tầm 572 triệu là anh chị có thể lăn bánh chiếc xe ra ngoài đường rồi. Tiếp theo là để trả góp chiếc xe này thì anh chị cần chuẩn bị bao nhiêu tiền. Thứ nhất là về trả góp thì bên em hỗ trợ cho anh chị là tối đa 80% giá trị xe, thì anh chị cần trả trước là 20% giá trị xe thôi, cộng với cả tiền thuế này, tiền đăng ký đăng kiểm, thì anh chị sẽ chuẩn bị cho em khoảng tầm hơn 160 triệu là có thể mang chiếc xe này ra ngoài đường rồi. Thì vừa rồi là em đã làm video để chia sẻ cho anh chị về nội ngoại thất chiếc xe Toyota Vios E số tự động, và thông báo cho anh chị cái giá lăn bánh và chi tiết các cái khuyến mại của xe Toyota thời điểm tháng 10 năm 2022 này. Và anh chị cần em tư vấn thêm về cái vấn đề nào, về màu xe, giá xe, lịch xe, cũng như về trả góp, có thể liên hệ giúp em qua số hotline trên màn hình. Em xin phép là hẹn anh chị ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.